hết thảy bệnh về thân tâm của thế gian, đủ thứ khổ não cho đến tất cả nghiệp ác, nhiều như số hạt bụi cõi Phật đều được tiêu trừ. Tất cả ma quân, dã xoa, la sát, kiêu bản trà, tỳ xá xà, hoặc bộ đa, các ác, quỷ thần, uống máu ăn thịt, thảy đều xa lìa. Hoặc có khi phát tâm gần gũi là để bảo hộ. Cho nên nếu ai tụng những lời nguyện này đi nơi thế gian không có sự chướng ngại, như mặt trăng ở trong hư không thoát mây che, được chư Phật Bồ Tát khen ngợi, tất cả trời người đều nên lễ kính, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường. Thiện nam tử đó khéo được thân người, viên mãn hết thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng bao lâu nữa sớm sẽ thành tựu được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ 32 tướng đại nhân. Nếu sinh về cõi trời người thì thường ở chỗ tôn quý, đều phá hoại được tất cả đường ác, đều xa lìa được tất cả bạn ác, đều chế phục được tất cả ngoại đạo, đều giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử chúa hàng phục được các loài thú, khâm thọ sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Hoặc lại có người sinh ra tâm tin chân chánh, chẳng có tâm hoài nghi. Đối với 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, y pháp tu hành, hàng ngày thọ trì đọc tụng phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền cho đến biên chép một bài kệ 4 câu, chẳng phải biên chép một ngày, 2 ngày, mà phải ngày ngày biên chép, thì họ sớm sẽ trừ diệt được tội nghiệp 5 thứ tội địa ngục vô gián, hết thảy bệnh về thân tâm của thế gian. Thân bệnh là bệnh tật trên thân, tâm bệnh là sự thống khổ trong tâm, đủ thứ khổ não chẳng an vui cho đến tất cả nghiệp ác, đều như số hạt bụi cõi Phật, đều được tiêu trừ. Nhưng phải có tâm tin thâm sâu mới được. Nếu không có tâm tin thâm sâu, cứ tỏ ra thái độ thử xem, thì sẽ chẳng có sự cảm ứng. Vì Phật Bồ Tát không muốn chúng sinh đến khảo nghiệm các ngài khảo nghiệm bạn thì được. Bạn không thể nói, tôi không tin pháp của Phật nói, tôi muốn thử xem. Bạn phải làm một cách chân thật. Trên thế giới này có rất nhiều thiên ma ngoại đạo, nhưng vì có Phật Pháp trụ tại thế gian nên bọn thiên ma đều ẩn nấu, không dám xuất hiện. Nếu Phật Pháp không còn thì ma quần sẽ xuất hiện ra đời. Ma là tiếng Phạn, đầy đủ là ma la, dịch là kẻ giết, thích giết hại chúng sinh. Trong ma quần có ma vương, ma dân, ma nam, ma nữ, đều thích sát sinh. Dạ xoa gồm có dạ xoa bay dưới đất, dạ xoa đi dưới đất, dạ xoa bay trên không. Chúng hành động rất nhanh, dũng mãnh, thiện chiến, thích hại người. Ngoài việc hại người ra, chúng chẳng có năng lực gì khác. La sát, tên là quỷ đáng sợ, kiêu bàn trà là quỷ úng hình, quỷ hình cái vò, quỷ hình đông qua, quỷ hình quả dưa, còn gọi là quỷ kỵ tọa, quỷ cưỡi ngồi, hoặc quỷ yểm mị, quỷ bóng đè. Khi người ngủ thì nó dùng pháp thuật khiến cho người muốn lay động mà không lay động được, muốn nói cũng nói không được. Tỳ xá xà là quỷ hút tinh khí, chuyên ăn tinh khí của người và tinh khí ngũ cốc. Bộ đà là quỷ thân lớn, bộ đà và kiêu bàn trà hợp lại với nhau. Tụng chú lăng nghiêm thì có thể trừ diệt được tai nạn thành quách xa kỵ. Những ác quỷ này không uống máu người thì cũng ăn thịt người. Nếu bạn tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền thì những ác quỷ, ác thần này đều sẽ xa lìa bạn. Hoặc có khi phát tâm bảo hộ bạn, gần gũi bạn, giữ gìn bạn, làm hộ pháp cho bạn. Cho nên nếu ai tụng 10 điều nguyện vương này, đi bất cứ nơi nào trong thế gian cũng không có mọi sự chướng ngại gì hết. Giống như mặt trăng ở trong hư không thoát khỏi mây che, được 10 phương chư Phật và tất cả Bồ Tát đều khen ngợi bạn. Tất cả trời người đều nên lễ kính người tụng 10 điều nguyện vương này. Tất cả chúng sinh đều nên cúng dường người tụng 10 đại nguyện vương này. Thiện nam tử chỉ tụng 10 đại nguyện vương này thì đời đời kiếp kiếp đều được sinh làm thân người, tu hành thành tựu viên mãn hết thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Vị lai chẳng bao lâu nữa sớm sẽ thành tựu được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ 32 tướng đại nhân. Nếu sinh về cõi trời hoặc cõi người thì thường sinh vào dòng dõi tôn quý, có thế lực và phước báu, đều phá hoại được tất cả đường ác. Đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Thường thường có bạn lành gần gũi họ, còn bạn ác thì đều xa lìa họ. Họ cũng có sức lực chế phục được tất cả ngoại đạo, đều giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử chúa hàng phục được các loài thú. Khi sư tử hống lên thì các loài thú đều sợ hãi, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Lại nữa, lúc người đó lâm trùng, giây phút cuối cùng tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều xả lìa, tất cả oai thế thảy đều mất hết. Thừa tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu báu phục tạp, tất cả như vậy đều không mang theo được. Chỉ có 10 điều nguyện vương này không xả lìa, tất cả mọi thời nó luôn dẫn đường ở trước trong một sát na, nên được vãng sinh về thế giới cực lạc. đến rồi, liền thấy Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Những vị Bồ Tát đó sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ, cùng nhau vây quanh. Lại nữa, người đọc tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, tất cả các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc cũng đều xả lìa, tất cả oai đức quyền lực đều mất hết. Nếu bạn là ông vua thì thừa tướng đại thần, cung điện thành quách, tài sản trong ngoài, voi ngựa, xe cộ, châu báu, phục tạng, tất cả đồ quý báu như vậy. Lúc bạn lâm chung thì tất cả những thứ đó đều không thể mang đi theo bên mình bạn được. Chỉ có 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này không xả lìa, vì nó ở trong ruộng thức thứ 8 của bạn, cho nên chẳng lìa khỏi. Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, nó luôn dẫn đường ở trước bạn. Trong khoảng một sát na thì người đó liền được vãng sinh về thế giới cực lạc Tây Phương. Đến rồi liền thấy Đức Phật A-di-là, dịch là Phật Vô Lượng Thọ hoặc Phật Vô Lượng Quang, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dịch là Diệu Đức, tức là Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc, còn gọi là Từ Thị A Giật Đa, dịch là Bồ Tát Vô Năng Thắng. Tương lai Ngài sẽ đến thế giới Ta Bà này thành Phật, là vị Phật thứ 5 trong kiếp hiện. Có một số ngoại đạo nói Bồ Tát Di Lặc đã thành Phật rồi. Kỳ thật Bồ Tát Di Lặc còn rất lâu mới xuất hiện. Hiện tại là lúc kiếp diệt, 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, thân cao giảm xuống 1 tấc, giảm đến tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi thì ngừng. Thân cao chỉ còn 1 thước, lúc đó con người cao bằng con chó bây giờ. Thân con người tuy nhỏ nhưng tâm người rất xấu xa, càng nhỏ càng xấu. Khi mới sinh ra thì hiểu biết sự dâm dục, giống như heo chó bây giờ. Súc sinh vừa sinh ra thì chẳng bao lâu bèn có tâm dâm dục. Đợi đến lúc con người còn khoảng 10 tuổi thì chỉ cần dùng một cọng cỏ, một lá cây thì có thể giết chết người. Cho nên người với người hỗ tương tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa vì người quá nhiều, nhiều giống như kiến, khắp nơi đều có, dù không tàn sát lẫn nhau, nhưng sống đến 10 tuổi thì cũng sẽ chết. Từ thời gian đó bắt đầu, cũng mỗi 100 năm thì tăng thêm 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến tuổi thọ con người 8.4.000 tuổi thì ngừng. Sau đó lại giảm xuống tuổi thọ con người 8.000 tuổi thì Bồ Tát Di Lặc mới thị hiện ra đời thành Phật. Hết thảy những vị Bồ Tát đó sắc tướng đoan nghiêm viên mãn, công đức đầy đủ, đều cùng nhau vây quanh. Người đó tự thấy mình sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký, rồi trải qua vô số trăm ngàn vạn ước na do tha kiếp ở trong 10 phương bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ tùy thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi Bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe diệu pháp, khiến cho chúng sinh hiểu nhất số hạt bụi cõi Phật, phát Bồ đề tâm tùy theo căn tánh của họ, giáo hóa thành thục, cho đến hết thuở biển kiếp vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó hoặc nghe hoặc tin 10 đại nguyện vương này, thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói thì hết thảy công đức trừ Đức Phật Thế Tôn ra không có ai biết được. Cho nên các vị nghe 10 đại nguyện vương này đừng sinh tâm nghi hoặc, nên tiếp thọ. Thọ rồi thì đọc, đọc rồi thì tụng, tụng rồi thì trì, cho đến biên chép rộng vì người nói. Những người đó trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu giúp chúng sinh, khiến cho họ được thoát khỏi, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Người đó từng đọc tụng thọ trì biên chép 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này, tự thấy mình sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc phương Tây. Thế giới cực lạc phương Tây chỉ có người nam, chẳng có người nữ, hết thảy mọi người đều là hoa sen hóa sinh, hoa nở thấy Phật, liền được Phật A-di-đà vì họ thọ ký, lúc nào sẽ được thành Phật, được thọ ký rồi trải qua vô số trăm ngàn vạn ước na do tha kiếp, đi đến khắp 10 phương bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ của mình, tùy thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Người đó chẳng bao lâu nữa sẽ ngồi Bồ đề đạo tràng, hàng phục thiên ma ngoại đạo và ma quân, thành Phật, chuyển bánh xe diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát Bồ đề tâm tùy theo căn tánh của chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo giáo hóa thành thục họ, cho đến hết thuở biển kiếp vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện này, hoặc nghe được 10 đại nguyện vương này, hoặc tin 10 đại nguyện vương này, thọ nơi tâm, chỉ nơi thân, đọc tụng hoặc thuộc lòng, lại rộng vì người giảng nói 10 đại nguyện vương này, thì hết thảy công đức trừ Đức Phật Thế Tôn ra không có ai biết được người đó có được bao nhiêu công đức. Cho nên các vị nghe được 10 đại nguyện vương này nên nhớ đừng sinh tâm nghi hoặc, Do đó có câu, người tu đạo tâm chớ nghi, nếu khởi tâm nghi liền mê mờ. Người tu đạo đối với Pháp của Phật nói, đừng có sinh tâm mê hoặc. Nếu bạn có tâm nghi thì dễ lầm vào đường tà, nên tiếp thọ đạo lý này một cách chân thật. Sau đó đọc 10 đại nguyện vương này, đọc lâu rồi thì tụng học thuộc lòng. Tụng rồi thì trì 10 đại nguyện vương này, hoặc dùng bút để biên chép, hoặc thường thường vì người giải nói 10 đại nguyện vương này. Tất cả những người đó trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện và công đức tu hành đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu độ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, khiến cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi biển khổ phiền não, đều đến được niết bàn bởi bên kia, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tuy chỉ 4 chữ mà có thể bao quát hết thảy Phật pháp. Đức Phật nói mỗi một bộ kinh điển đều vì người thỉnh pháp, chỉ có kinh A Di Đà không có ai thỉnh pháp là bất vấn tự thuyết, không hỏi mà nói. Tại sao chẳng có người nào thỉnh pháp? Vì chẳng có ai minh bạch pháp này. Pháp môn tịnh độ trước mắt nhìn thấy rất là đơn giản, nhưng trên thực tế 4 chữ A Di Đà Phật này bao quát tam tạng 12 bộ kinh điển. Mười mấy năm trước tôi niệm Phật có cảm ứng nên làm một bài kệ rằng: A Di Đà Phật vạn pháp vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng. Hành nhân đã năng chuyên chỉ tụng, tất trí tịch quang bất động tràng. Nghĩa là Phật A Di Đà vua vạn pháp, năm thời tám giáo bao hàm hết. Người tu chỉ cần chuyên trì tụng sẽ đến cõi tịch quang bất động đạo tràng. A Di Đà Phật tuy chỉ là một câu danh hiệu Phật, nhưng nếu bạn niệm danh hiệu Phật thì sẽ minh bạch tất cả các pháp. Cho nên nói A Di Đà Phật vua vạn pháp. Năm thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa Niết Bàn. Tám giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo. Năm thời tám giáo này đều bao hàm ở trong 4 chữ A Di Đà Phật này. Cho nên người tu hành chỉ cần chuyên tâm tụng trì danh hiệu Phật A Di Đà thì chắc chắn sẽ đến được cõi tịnh độ, thường tịch quang bất động đạo tràng. Một số người nhầm lẫn nói pháp môn niệm Phật là để dành cho các cụ già, người có trí huệ thì không cần tu hành pháp môn này. Đây là tư tưởng sai lầm. Pháp môn niệm A Di Đà Phật này, người có trí huệ cũng tu được, người ngu si cũng tu được. Pháp môn này bao gồm 3 căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Tại sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật? Vì chúng sinh ở thế giới ta bà này rất có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là phổ môn thị hiện, có 32 ứng thân. Tất cả chúng sinh càng có duyên với Phật A-di-đà, vì Phật A-di-đà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm, giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Phật A-di-đà thuở xưa khi chưa thành Phật, làm tỳ kheo Pháp Tạng đã từng phát 48 đại nguyện, mỗi lời nguyện đều tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới thành Phật. Thế giới cực lạc chỉ có người nam, vì người từ hoa sen sinh ra. Người sinh về thế giới cực lạc trước hết tác sinh vào trong thai hoa sen. Một khi chúng ta niệm Phật thì nhụy hoa sen ở thế giới cực lạc lớn lên một chút. Niệm Phật càng nhiều thì hoa sen càng lớn. Đợi khi lớn như bánh xe thì lúc lâm chung, tự thân Phật A-di-đà sẽ đến rước chúng ta về thế giới cực lạc. Linh tánh của chúng ta ở trong nhụy hoa sen nở ra thì Pháp thân liền hiện ra. Do đó hoa nở thấy Phật. Khi hoa sen nở ra thì sinh ra một vị Phật. Thế giới cực lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật. Người ở thế giới cực lạc đều là hoa sen hóa sinh. Cho nên nói nguyện sinh về Tây Phương tịnh độ, 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Chúng ta hết thảy chúng sinh niệm Phật A-di-đà thì sẽ sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Phật A-di-đà đã từng phát nguyện: khi tôi thành Phật, hết thảy 10 phương chúng sinh, nếu ai xưng niệm danh hiệu của ta thì đều sinh về nước ta, hoa sen hóa sinh, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở thế giới ta bà, nếu ai niệm Phật A-di-đà thì khi lâm chung Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc Tây Phương. Có bài kệ rằng: 10 phương Phật ba đời, A-di-đà bậc nhất, 9 phẩm độ chúng sinh, oai đức vô cùng cực. Tương lai thời kỳ mạt Pháp, Phật Pháp sẽ đoạn diệt, tất cả kinh điển đều sẽ tiêu diệt. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng có phước báo, tội nghiệp quá nặng, chẳng có cơ hội nhìn thấy kinh điển. Đừng nói tương lai, người hiện tại bây giờ có những người con mắt chẳng có bệnh gì nhưng nhìn chữ trong kinh điển chẳng rõ ràng, có sự chướng ngại, đây đều là nghiệp chướng. Đây cũng giống như mạt Pháp, có mắt mà nhìn Phật Pháp chẳng rõ ràng. Thời kỳ mạt Pháp tất cả kinh điển đều sẽ tiêu mất. Trước hết diệt mất kinh Lăng Nghiêm, sau đó diệt mất những kinh khác, cuối cùng chỉ còn lại kinh A-di-đà, tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm, độ rất nhiều chúng sinh. Sau chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tồn tại khoảng 100 năm, lại độ rất nhiều chúng sinh, cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm. Cuối cùng thì 4 chữ A Di Đà Phật cũng tiêu diệt mất, lúc đó Phật pháp hoàn toàn đoạn diệt. Kinh A Di Đà là kinh không hỏi mà Phật tự nói, vì kinh này rất quan trọng. Chúng ta người học Phật pháp gặp được pháp môn này đừng coi thường bỏ qua. Như người tham thiền, tham niệm Phật là ai, đủ thấy chúng ta quá khứ đều niệm Phật mới biết tham niệm Phật là ai. Nếu chẳng từng niệm Phật mà tham niệm Phật là ai, bạn vốn chẳng từng niệm qua. Ai niệm Phật vốn chẳng có ai niệm Phật, làm sao có thể nói niệm Phật là ai? Cho nên do câu thoại đầu niệm Phật là ai này, có thể biết chúng ta trong đời quá khứ đều đã từng niệm Phật. Bất quá có người niệm nhiều, có người niệm ít, có người niệm thành tâm, có người niệm cầu thả. Nếu chúng ta cố gắng siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ được vãng sinh về thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các điều vui. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này quán khắp 10 phương mà nói kệ rằng. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý này, nói lại cho rõ ràng. Ngài bèn quan sát khắp căn tánh và nhân duyên của chúng sinh trong 10 phương mà nói kệ rằng. Trong hết thảy 10 phương thế giới, ba đời tất cả nhân sư tử, con dùng thân miệng ý thanh tịnh, lễ khắp hết thảy không thừa sót. Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, hiện khắp trước tất cả Như Lai, một lòng hiện thân khắp các cõi, tất cả lễ khắp các cõi Phật. Hết thảy chẳng có gì mà chẳng bao quát trong đó. 10 phương là Đông Tây, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc trên dưới cộng lại là 10 phương. Cho nên trong chùa thường gọi thập phương thường trụ, tức là thập phương tăng đến, đều có thể ở trong chùa. Vậy chư tăng đến từ phương trên hay là phương dưới? Vì trong chư tăng có rất nhiều hiền thánh tăng, tức cũng là thánh nhân chứng quả. Thánh nhân chứng quả có thể từ phương trên xuống, cũng có thể từ phương dưới lên, cho nên gọi thập phương thường trụ. Phật thì trụ ở trong 10 phương, cho nên chùa gọi là thập phương thường trụ, tức là chiêu đãi thánh nhân thập phương. Trong 100 vị hòa thượng chắc chắn sẽ có một vị chân chánh tu đạo. Trong 1000 vị hòa thượng chắc chắn sẽ có một vị A-la-hán, bất quá bạn không biết vị nào mà thôi. Cho nên ở tại Tùng Lâm, khi người xuất gia quá đường thọ trai, nếu có 3000 vị hòa thượng thì trong đó sẽ có 3 vị A-la-hán, nhưng bạn không cách nào biết được. Các ngài hiện đủ thứ hình tướng khác nhau, có vị hiện thân đại oai đức, có vị oai nghi đáng sợ, có đức đáng kính, hoặc có vị hiện thân ngu si nhất, đối diện bạn chẳng nhận biết được ngài. Trôi qua rồi bạn nghĩ lại, muốn đi tìm cũng tìm chẳng được vị A-la-hán đó. Bồ Tát cũng như thế, do đó có câu đối diện chẳng biết quán thế âm. Núi Thiên Thai ở Trung Quốc có chùa Quốc Thanh, có vị thái thú đến chùa hỏi vị hòa thượng rằng, thời xưa Bồ Tát và A-la-hán thường đến đây, bây giờ rất nhiều hòa thượng mà tôi cũng chẳng nhìn thấy vị Bồ Tát hoặc A-la-hán nào hết. Hòa thượng Phong Can nói, ngài có muốn nhìn thấy A-la-hán chăng? Dễ thôi, ở phía sau nhà bếp trong chùa chúng tôi, người nấu cơm là Văn Thù, người nấu nước là Phổ Hiền. Thái thú hỏi, các vị ấy tên gì? Phương Trượng Đáp, một vị gọi là Hàn Sơn, một vị gọi là Thập Đắc. Thái thú nói, tôi có thể đi gặp các ngài đó được chăng? Phương Trượng Đáp, đương nhiên là được. Vị thái thú đi ra nhà bếp tìm hỏi ai là Hàn Sơn, Thập Đắc. Hòa thượng chỉ hai người nói, đó đó. Vị thái thú nhìn hai người họ tướng mạo đặc biệt xấu xí, đầu tóc dài thượt, rối bời, chẳng trải chuốt gì, cũng chẳng hớt, giống như những kẻ hippie bây giờ. Nhưng những kẻ hippie bây giờ có ma quỷ theo, trên thân họ có luồng khí đen, ma khí càng lớn thì khí đen càng lớn. Trên thân tỏa ra luồng mùi hôi, chính họ chẳng biết, nhưng người khác thì cảm giác được. Còn hai vị đó thì trên thân phóng ra kim quang. Tuy các ngài dơ dáy như thế, nhưng vị thái thú tên lời hòa thượng Phương Trượng nói, vị thái thú cúi đầu xá Hàn Sơn và Thập Đắc. Hai vị đó hỏi, ông cúi đầu xá chúng tôi để làm gì? Vị thái thú nói, hòa thượng Phương Trượng nói, các ngài một vị là Bồ Tát Văn Thù, một vị là Bồ Tát Phổ Hiền, xin các ngài hãy độ cho tôi. Hai vị đó nghe rồi bèn nói, ngài Phong Can nhiều chuyện quá. Hai vị đó bèn bỏ đi ra phía sau, vị thái thú đi theo. Hai vị đó bèn đi thẳng vào hang núi. Vị thái thú thấy Hàn Sơn và Thập Đắc đi vào trong hang núi. Vị thái thú muốn vào nhưng vào không được. Vị thái thú nói, xin các ngài độ đệ tử, xin các ngài phát lòng từ bi. Hàn Sơn Thập Đắc nói, Di Đà, ngươi không lại hai người chúng tôi làm gì? Vị thái thú hỏi, ai là Di Đà? Hai người nói, Phương Trượng Phong Can là Di Đà hóa thân. Do đó vị thái thú quay trở lại tìm hòa thượng Phương Trượng. Khi ông ta tìm đến Thì Hòa Thượng Phương Trưởng cũng viên tịch, vị thái thú than thở, thật là ở trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Bồ Tát Văn Thù bỏ đi, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đi mất, Phật A-di-đà cũng đã viên tịch rồi. Về sau vị thái thú rất dụng công tu hành. Ba đời tức là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả nhân sư tử tức cũng là Phật. Ba đời tất cả chư Phật, tôi dùng thân lời ý thành tịnh nhất, thành khẩn nhất để lễ lại khắp hết tất cả chư Phật mười phương ba đời. Một thân lại hiện thân bụi cõi, mỗi lễ khắp Phật bụi cõi, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, khắp hiện trước tất cả Như Lai. Đây chẳng phải còn một người có sức lực lễ khắp tất cả chư Phật mười phương ba đời. Vì con tu đại oai thần lực hạnh nguyện Phổ Hiền, cho nên nhờ hạnh nguyện Phổ Hiền trợ giúp con, khiến cho con hiện tại lễ một vị Phật, tức là lễ tất cả vị Phật, khắp hiện thân trước tất cả Như Lai để lễ khắp tất cả Như Lai. Một thân này của con lại hiện ra số thân nhiều như số hạt bụi. Con hiện ra thân nhiều như số hạt bụi để lễ khắp trừ Phật nhiều như số hạt bụi. Đây hoàn toàn là do Bồ Tát Phổ Hiền trợ giúp con, khiến cho con có cảnh giới này. Con lại một vị Phật, tức là lại vô lượng chư Phật. Lại vô lượng chư Phật và lại một vị Phật là như nhau. Đây cũng đồng với vô gián địa ngục, nhưng đó là địa ngục vô gián, còn đây là tu pháp vô gián, tu quán pháp giới. Một người lễ khắp tất cả chư Phật mà lại ở trước mỗi vị Phật. Bạn đang lại ở đây tức cũng là đang lại ở trước tất cả chư Phật mười phương ba đời, đồng với vô gián địa ngục, nhưng đây chẳng phải là vô gián địa ngục mà đây là vô gián pháp giới. Ở trong một bụi có vô số Phật, các chúng Bồ Tát hội trong đó, vô tận pháp giới bụi cũng vậy, tin sâu chư Phật đều đầy rẫy. Phật nhiều như số hạt bụi, trong một hạt bụi có hội A-la-hán, hội Bồ-Tát, hội Thanh Văn, Duyên Giác, tất cả chúng sinh, hội Tỷ Khưu Ni, có pháp giới chúng hội không thể cùng tận, nhiều như số hạt bụi vô cùng tận, còn tin sâu chư Phật đều đầy rẫy ở trong vô tận pháp giới đó. Trong thế giới nhiều như số hạt bụi cũng đầy rẫy chư Phật, đều dùng tất cả biển âm thanh khắp vang vô tận lời vi diệu, hết thủa vị lai tất cả kiếp, khen biển công đức Phật thâm sâu. Mỗi một thân đều dùng tất cả biển âm thanh để khen ngợi Phật, khắp vang ra vô tận lời vi diệu, lời lẽ vi diệu, khen ngợi vi diệu, hết thủa vị lai tất cả kiếp, khen ngợi công đức của chư Phật thâm sâu vô lượng vô biên như biển cả. Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng, kỹ nhạc hương thoa và lọng tàn, đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, con đem cúng dường các Như Lai. Dùng rất nhiều hoa đẹp nhất, thủ thắng nhất, diệu nhất để kết thành tràng hoa cúng dường Phật. Cúng Phật phải dùng thứ tốt đẹp nhất để cúng Phật, đừng dùng thứ mà bạn không muốn để cúng dường Phật. Lại dùng đủ thứ ca sướng, đủ thứ âm thanh để khen ngợi Phật. Dùng hương thoa và đủ thứ châu báu làm thành tràng và lọng treo ở trong hư không, đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, còn đem cúng dường khắp hết các Như Lai. Người khai mở thiên nhãn có thể nhìn thấy ở trong hư không có rất nhiều tràng phan lọng báu. Đây là cảnh giới tất cả Bồ Tát tu cúng dường tất cả chư Phật. Y phục tối thắng, hương bột, hương đốt và đèn đuốc, mỗi đều như núi diệu cao, con đem cúng dường các Như Lai. Dùng y phục, hương bột, hương đốt, đèn đuốc tốt nhất để cúng dường Phật, mỗi thứ đều nhiều như núi diệu cao, con đều đem các thứ đồ tốt đẹp đó cúng dường mười phương Như Lai. Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn, tin sâu tất cả Phật ba đời, đều nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền cúng dường khắp hết các Như Lai. Con dùng tâm cúng dường rộng lớn đó cũng là tâm thủ thắng. Một số người không nghĩ đến được, không biết được, con đều minh bạch được. Tâm cúng dường này của con là cúng dường pháp giới. Dùng tâm pháp giới cúng dường pháp giới Phật, dùng pháp giới Phật để vào tâm pháp giới, cho nên gọi là tâm thắng hiểu. Còn tin sâu tức là con thật tin, tin chẳng cùng tận. Dù nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, có chúng sinh chẳng còn nữa, hư không pháp giới đều chẳng còn nữa, mà tâm tin của con đây không khi nào hết được, cho nên gọi là tin sâu tất cả chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hoàn toàn đem hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu nguyện lực này để cúng dường khắp hết pháp giới chư Phật. Thuở xưa còn tạo các nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay đều sám hối. Có câu nói, tội lỗi tày trời, sám hối liền tiêu, bất luận bạn có tội nghiệp gì nặng, chỉ sợ bạn không sám hối, nếu thành tâm sám hối thì tội sẽ chẳng còn nữa. Khổng Tử có nói, có lỗi lầm, từng nàn sửa đổi, có lỗi lầm đừng sợ sửa đổi, nếu sợ sửa đổi thì lỗi lầm sẽ càng nhiều, nếu lỗi lầm sửa đổi thì sẽ không còn nữa, nếu giấu giếm Không muốn người biết thì lỗi lầm sẽ càng nhiều. Do đó người ngu thì không thấy lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì che giấu lỗi lầm, quân tử thì sửa đổi lỗi lầm, bậc thánh nhân thì ít lỗi lầm, đến được Phật Bồ Tát thì chẳng còn lỗi lầm nữa. Thuở xưa trong đời quá khứ, vô lượng kiếp về trước, đời đời kiếp kiếp tạo ra rất nhiều nghiệp ác. Tại sao tạo rất nhiều nghiệp ác? Vì từ vô thủy kiếp đến nay sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si. Do tâm tham mà sinh ra phiền não. Tại sao sinh ra phiền não? Vì ngu si. Bắt đầu là tâm tham. Gốc rễ của tâm tham là ngu si. Vô minh là do ngu si sinh ra. Thần tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý thì tạo nghiệp tham sân si. Miệng thì tạo ra nghiệp nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng. 10 thứ nghiệp ác này từ trong nghiệp thân miệng ý sinh ra. Này còn đều sám hối hết tất cả, sửa lỗi làm mới. Si tức là một thứ chấp trước. Bất cứ làm việc gì thì có sự chấp trước việc đó. Tham tiền tài thì có sự chấp trước tiền tài. Tham sắc đẹp thì có chấp trước về tham sắc. Thích văn chương thì có chấp trước về văn chương. Thích làm thơ thì có chấp trước về làm thơ. Bây giờ nói về một vị hòa thượng thích làm thơ. Ông ta có sự chấp trước về làm thơ. Vị hòa thượng đó thích dùng văn chương hội họp bạn bè. Phàm là người nào có học vấn đến chùa của ông ta thì ông ta nghinh tiếp. Còn người nào chẳng có học vấn thì ông ta chẳng nghinh tiếp. Sự chấp trước của ông ta rất lợi hại. Người có học vấn đến có thể làm được 2 bài thơ thì ông ta giữ họ lại ăn cơm ở lại trong chùa. Nếu không biết làm thơ thì đừng nói là ăn cơm, ở lại chùa cũng không được, thậm chí vào cửa cũng không được. Có sự chấp trước như thế thì có sự chướng ngại. Một tối nọ có một người đến, vì chỗ này cách nhà của anh ta quá xa nên người này muốn ngủ lại trong chùa một đêm. Vị thầy trẻ nói, anh muốn ở lại đây thì phải chiếu theo quy củ của sư phụ tôi, phải làm 2 bài thơ, hoặc là một bài thơ, một bài phú, một lối văn đối nhau có vần gọi là phú, hoặc làm một bài văn chương thì mới có thể cho anh ở lại được. Anh có thể làm văn chương, làm thơ, phú được chăng? Người đó nói, tôi cái gì cũng làm được. Người đó kỳ thật không biết chữ, chỉ muốn nói dối để được ở lại một đêm, ăn cơm no rồi tính sau. Chú Sa Di bèn nói với sư phụ của chú rằng người này thơ phú ca ngâm văn chương đều làm được. Cho nên sư phụ không những cho người đó ở lại mà còn nấu một bữa cơm ngon cho anh ta ăn. Anh ta ăn cơm một bữa no nê, chú Sa Di còn mang đến cho anh ta một ấm trà, rồi đi khóa cửa nẻo lại hết. Sợ anh ta bỏ đi, do anh ta ăn quá nhiều, ban đêm muốn đi nhà cầu nhưng không tìm được nhà cầu, cửa cũng mở không được. Anh ta bèn lấy bình hoa đại tiện đầy vào trong 2 bình hoa. Anh ta uống trà xong cũng lấy ấm trà đại tiện vào trong ấm trà. Ngày thứ 2, chú Sa Di mở cửa lại mang cơm đến cho anh ta ăn, rồi hỏi anh ta rằng tối qua anh có làm thơ chăng? Anh ta nói, tôi làm 2 bài thơ bỏ ở trong bình hoa. Chú Sa Di nghĩ anh ta có làm 2 bài thơ, có thể để cho anh ta đi, do đó bèn mở cửa để ra để cho anh ta đi. Anh ta đi rồi thì vị hòa thượng hỏi chú Sa Di rằng vị khách hôm qua có làm thơ chăng? Chú Sa Di nói, có, anh ta làm 2 bài thơ bỏ ở trong bình hoa. Vị hòa thượng nói, còn hãy lấy đem đến cho ta xem. Chú Sa Di thò tay vào trong bình hoa lấy, kết quả bốc ra một tay phân, còn tay kia thò vào cái bình hoa kia lấy cũng bốc ra một tay phân. Chúng ta nghĩ dùng nước trong ấm trà để rửa tay, kết quả cũng bốc một tay phân. Vị hòa thượng kêu chú Sa Di mang thơ đến. Chú Sa Di giơ 2 tay ra nói, ngài xem đây, 2 tay phân. Từ đó về sau vị hòa thượng đó không kêu người ta làm thơ nữa, vì vị khách đó đại tiện vào 2 bình hoa chỉ được phá chấp trước của vị hòa thượng đó. 10 phương tất cả các chúng sinh, nhị thừa hữu học và vô học, tất cả Như Lai với Bồ Tát, hết thảy công đức đều tùy hỷ. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, như làm người. Chẳng phải làm người một cách đơn giản như thế, phải làm việc làm người thì mới làm người được. Làm người còn phải làm việc của người. Làm việc gì của người? Học cách đi của người tốt, học nói lời tốt, học tất cả hành vi của người tốt thì mới làm người. Bạn muốn học việc làm ma quỷ thì tương lai sẽ làm ma quỷ. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh cũng là một tâm niệm hiện tại của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của bạn, bạn muốn làm Phật thì tu Phật đạo, tương lai sẽ thành Phật, đều do tâm của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của bạn muốn hành Bồ Tát đạo, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, như thế thì sẽ làm Bồ Tát. Bạn muốn tu thanh văn thừa, chứng đắc quả A-la-hán thì hành thanh văn. Bạn muốn tu duyên giác thừa, muốn đắc quả vị duyên giác thì thành duyên giác. Bạn muốn sinh về cõi trời thì tu nam giới, hành thập thiện. Bạn muốn làm người thì phải giữ gìn năm giới. Bạn muốn làm Atula thì suốt ngày đấu tranh với người khác, sinh tâm sân hận thì có thể thành Atula. Bạn muốn làm súc sinh, làm việc ngu si của súc sinh thì sẽ làm súc sinh. Bạn muốn làm ngạ quỷ thì đi làm việc đen tối, chẳng thấy được việc của người. Bạn muốn đến địa ngục thì tạo nhiều tội nghiệp chút thì sẽ đi đến địa ngục. Cho nên tất cả do tâm tạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm này có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Vốn chẳng có thiên đàng địa ngục, cũng chẳng có Phật, Bồ Tát, người gì cũng đều chẳng có. Vậy tại sao lại có? Vì do một tâm niệm hiện tiền của chúng ta tạo thành mới có 10 pháp giới này và đủ thứ hình tướng. Nếu chúng ta một niệm đều không sinh thì cho đến tâm cũng không có. Do đó có câu vô tâm vô niệm phước vô biên, tư dục tạp niệm là tội khiên. Nếu bạn vô tâm vô niệm, đó tức là phước vô biên. Nếu bạn có những tư dục, tức là ích kỷ tham dục, đó là tạo nghiệp. Cho nên nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có thể nói tất cả chúng sinh đều chẳng có Phật tánh. Tại sao vậy? Vì nếu bạn chẳng tu hành thì chẳng có, phải tu hành thì mới có. Lại có thể nói tu cũng có, không tu cũng có. Lại có thể nói tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng chẳng có. Tại sao? Vì đừng có sự chấp trước. Nếu bạn có sự chấp trước, nói tôi có Phật tánh, đó là có sự chấp trước. Nếu chẳng chấp trước thì có mà chẳng có, chẳng có mà có. Cho nên tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng chẳng có. Nếu ai không chấp trước thì có thể sẽ thành Phật. Tại sao chúng ta không thể thành Phật? Vì chúng ta có sự chấp trước. Nhị thừa là thành văn duyên giác, hữu học là sơ quả đến tam quả, tứ quả A-la-hán là bậc vô học. Hết thảy công đức của tất cả Như Lai, Bồ Tát, thành văn duyên giác, hữu học và vô học, con đều tùy hỷ. Công đức của Phật con cũng tùy hỷ, công đức của Bồ Tát con cũng tùy hỷ, công đức nhiều như hạt bụi con cũng tùy hỷ. Công đức lớn như núi Tu Di con cũng tùy hỷ, bất luận công đức bao nhiêu con cũng đều tùy hỷ. Cho nên nói, đừng cho việc ác nhỏ mà không mà làm, đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm. Bạn phải biết hết thảy các núi đều do từng hạt bụi tích tập mà thành núi. Một hạt bụi tuy là nhỏ, tích tụ nhiều rồi sẽ thành núi. Một việc thiện tuy nhỏ, nếu chúng ta làm nhiều việc thiện tích tụ nhiều rồi cũng vô lượng vô biên. 10 phương hết thảy đèn thế gian, bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề, con nay đều thỉnh mời tất cả chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng. 10 phương tức pháp giới tức 10 phương. Phật là đèn sáng của thế gian. Lúc trước khi thế gian chưa có Phật thì thế giới đen tối. Có một số bàng môn, ngoại đạo, tà kiến thuyết pháp. Thế nào là tà kiến? Tà kiến là tri kiến chẳng chánh đáng, dẫn người vào cảnh giới ma, khiến cho người chẳng sinh tránh tri tránh kiến, mà làm cho người sinh tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến tức là đen tối, tránh tri tránh kiến tức là ánh sáng. Trước kia tôi thường nói, lờ mờ truyền lờ mờ, một truyền hai chẳng hiểu, sư phụ đọa địa ngục, đồ đệ cùng theo vào. Đây tức là tà kiến thuyết pháp. Ông ta nói, người uống chút thuốc thì có thể đắc được cảnh giới hư không. Sau đó ông ta lại vì bạn chứng minh, đây tức là hư không tức là như thế. Người đã chứng quả rồi, đã đắc được tứ thiền. Tứ thiền vốn rất là bình thường, chẳng có quan trọng. Ông ta thậm chí nói, người bây giờ đắc được hư không rồi, giống như Phật. Phật bất quá cũng là như thế. Ông ta khiến cho người tri kiến sai lầm, chỉ dẫn vào con đường tà. Cho nên nói lờ mờ. Chính ông ta cũng chẳng minh bạch, hồ đồ. Tuy ông ta hồ đồ mà cũng có người theo ông ta học hồ đồ, cho nên gọi là lờ mờ truyền lờ mờ. Một người truyền biến thành hai người đều không hiểu. Tại sao hai người đều không hiểu? Vì đem cái người không hiểu truyền cho người không hiểu, do đó thành hai người đều không hiểu. Đây cũng là kẻ dẫn đường. Mình đã mù rồi, mang theo người không có con mắt. Người không có con mắt đó cho rằng ông ta có con mắt, chẳng biết rằng chính ông ta cũng nhìn chẳng thấy đường. Nhưng ông ta muốn gạt người, đây gọi là một truyền hai không hiểu. Vì ông ta đã không biết tu hành như thế nào, hồ đồ chạy xuống địa ngục. Đệ tử nghĩ theo sư phụ sẽ không sai, cho nên đi theo sư phụ. Thầy trò gặp nhau ở dưới địa ngục, cho nên nói đồ đệ cùng theo vào. Sư phụ nhìn thấy đệ tử bèn hỏi, người xuống đây làm gì? Đồ đệ đáp, sư phụ xuống làm đệ tử đương nhiên cũng phải xuống theo. Đây là chỗ nào vậy? Sư phụ nói, hiện tại ta cũng không hiểu biết rõ lắm, không biết ở đây là thế giới Phật nào. Đợi một chút thì ngạ quỷ Dạ Xoa đến bèn nói, nhà ngươi làm sư phụ mà chẳng dạy đồ đệ cho tốt, cứ nói dối lường gạt người. Tốt lắm, ở đây là địa ngục cắt lưỡi. Đồ đệ chẳng có gạt người, nhưng cứ làm chuyện xấu, bỏ nó vào trong chảo dầu sôi đi. Đồ đệ nói hỏng hết rồi, ông gạt người đọa vào địa ngục cắt lưỡi, đây là tội của ông đáng có. Vì nhận lầm ông, chúng tôi theo ông học hồ đồ, tạo ra rất nhiều lỗi lầm, bị nấu trong chảo dầu sôi, tội này thật chẳng tốt chút nào. Sư phụ nói, ta cũng chẳng có cách gì hơn, ta cứu chẳng được các ngươi, chính ta cũng cứu không được ta. Cho nên, một vị sư phụ mang theo một số khí phần ma quỷ của đồ đệ đều chạy xuống địa ngục. Đã kiến thuyết pháp, lừa người đi xuống địa ngục. Chúng ta tu hành phải đi tìm vị thiện tri thức. Thiện tri thức tức là người có trí huệ, người thông minh, sáng suốt. Chúng ta học đạo phải học theo người thông minh, đừng học theo người ngu si. Lý luận của người thông minh thì đúng đắn, chẳng dẫn dắt người vào đường tà. Trước khi Phật chưa ra đời, trên thế gian đều là những sư phụ hồ đồ truyền hồ đồ. Khi Phật ra đời rồi thì như ánh sáng mặt trời chiếu sáng thế gian. Ai là bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề? Bồ Đề là gì? Bồ Đề tức là giác đạo. Giác đạo là gì? Giác ngộ tất cả việc ác đều không làm, tất cả nghiệp thiện đều phải làm, tức là giác đạo. Giác đạo là tiết tiết cao. Bồ Đề cũng là như thế, từng bước cao hơn. Phải từng bước thăng đi lên, từ phàm phu đến thành Phật gọi là Bồ Đề, nhưng từng bước đi xuống là giác đường ác, từng bước thăng lên giác đường lành. Do đó có câu, quân tử đi lên, tiểu nhân đi xuống. Bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề tức là Phật ban đầu thành tựu Bồ Đề. Vị Phật ban đầu này làm thế nào thành? Chúng ta đều biết tụng kinh niệm chú là tu hành, hành Bồ Tát đạo, lục độ vạn hạnh đều là tu hành. Nhưng lúc ban đầu trước khi có Phật, chẳng có ai biết lục độ vạn hạnh, cũng chẳng có ai biết tu hành như thế nào, cũng chẳng có kinh tụng, cũng chẳng có chú để niệm. Vậy làm thế nào mà thành Phật? Vị Phật ban đầu vô lượng kiếp về trước, tức là vị Phật khai mở thế giới, bổn lai tức là Phật, Ngài cũng không cần niệm. Tại sao? Vì bổn lai tức là Phật cho nên cũng không thể nói là Phật ban đầu. Ai thành tựu đạo nghiệp thì người đó là bậc ban đầu thành tựu Bồ Đề. Phật ban đầu bổn lai đã có, hiện tại con đều thỉnh mời chư Phật mười phương ba đời và vị Phật ban đầu thành tựu ở lâu nơi thế gian, thỉnh Phật chuyển bánh xe diệu pháp, chuyển bánh xe diệu pháp cao thượng không thể nghĩ bàn, chẳng có gì cao hơn được. Giảng kinh thuyết pháp, tụng kinh trì chú, in kinh đều là chuyển bánh xe pháp, đây đều là bánh xe diệu pháp nhìn thấy được. Kỳ thật bánh xe diệu pháp vốn chẳng nhìn thấy được, nghĩ cũng nghĩ không ra. Bánh xe diệu pháp là lời nói đã bạt, nói chẳng ra nơi tâm hành đã diệt. Trong tâm bạn nghĩ muốn đi con đường này cũng chẳng còn nữa, cho nên nói. Miệng muốn nói lời không còn nữa, miệng muốn nói mà chẳng còn lời gì để nói. Tâm muốn duyên mà tư lự đã mất. Trong tâm bạn muốn nghĩ tưởng nhưng tư lự đều chẳng còn nữa. Đây là chân tránh chuyển bánh xe pháp vi diệu. Đây là bánh xe pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Nếu có người nói tôi chẳng nhìn thấy Phật ở đời, bạn chẳng nhìn thấy. Thứ nhất là do nơi bạn đi quá nhỏ hẹp. Có người nói mỗi nơi tôi đi qua trên thế giới này cũng chẳng nhìn thấy Phật chuyển bánh xe diệu pháp. Bạn đi khắp thế giới nhưng bạn có đi đến trong hư không chưa? Trong hư không có Phật đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn muốn nhìn thấy Phật chuyển bánh xe diệu pháp thì hãy đi đến trong hư không. Bạn ngồi hỏa tiễn đi đến mặt trăng cũng chưa nhìn thấy được. Bạn nhìn không thấy, phải chăng là không có? Chẳng phải, bạn nhìn không thấy nhiều thứ lắm. Chuyển bánh xe diệu pháp không nhất định nhìn thấy được. Hơn nữa trên trời có chư Phật đang chuyển bánh xe diệu pháp, bạn cũng nhìn chẳng thấy. Cho nên bạn không thể nói nhìn không thấy thì chẳng có. Thế gian chẳng có chỗ nào mà chẳng phải đang chuyển bánh xe diệu pháp. Bạn minh bạch được thì tất cả hết thảy đều đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn không minh bạch thì dù có chuyển bánh xe diệu pháp, bạn cũng chẳng biết đang chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu bạn giác ngộ rồi thì nhìn thế gian hết thảy, tất cả xâm la vạn tượng, y báo tránh báo, chẳng có cái gì mà không chuyển bánh xe diệu pháp. Do đó có câu, nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp. Đây tức là chuyển bánh xe diệu pháp. Nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn, con đều trí thành xin mời thỉnh, nguyện xin ở lâu vô số kiếp, lợi lạc tất cả các chúng sinh. Bốn cõi, chỗ chư Phật ở là cõi thường tịch quang tịnh độ, là chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng dơ, chẳng sạch. Thế giới của chúng ta ở là cõi phàm thánh cùng ở. Chỗ của nhị thừa ở là cõi phương tiện hữu dư, chẳng phải Niết Bàn rốt ráo. Chỗ của Bồ Tát ở là cõi thật báo trang nghiêm. Bồ Tát ở cõi thật báo trang nghiêm du hí, thần thông, thanh tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng sinh. Ở nơi phần của Phật thì vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh giáo hóa đã độ xong. Đây gọi là hóa duyên đã hết, cho nên hồi hướng về cõi thường tịch quang tịnh độ vào Niết Bàn. Con trí thành khẩn thiết xin mời thỉnh chư Phật đừng vào Niết Bàn. Nguyện xin ở lâu kiếp số nhiều như số hạt bụi để lợi lạc hết thảy tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh. Hết thảy lễ tán cúng dường Phật, thỉnh Phật ở đời truyền pháp luân, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sinh và Phật đạo. Ở trước lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, hợp lại gọi là lễ tán Như Lai. Rộng tu cúng dường phước, tức cũng là rộng tu cúng dường Phật. Phật là đấng phước huệ đầy đủ. Con dùng tâm thành khẩn, nhờ nguyện lực 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thỉnh Phật thường trụ ở đời, truyền bánh xe diệu pháp. Nhờ tùy hỷ công đức và sám hối công đức mà sinh ra đủ thứ căn lành. Vì trải qua sự sám hối thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Khi tội nghiệp tiêu trừ thì căn lành sẽ tăng trưởng. Hết thảy căn lành của tôi chẳng giữ lại cho chính mình mà là đem hết thảy công đức tùy hỷ sám hối, đủ thứ các căn lành để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy công đức đều là của pháp giới chúng sinh. Còn hết thảy tội nghiệp của pháp giới chúng sinh đều hoàn toàn giao hết cho tôi thọ nhận. Tôi có thể thay thế chúng sinh thọ khổ, đem hết thảy công đức để hồi hướng cho chúng sinh và Phật đạo. Còn theo tất cả Như Lai học, tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền, cúng dường quá khứ các Như Lai cùng với hiện tại 10 phương Phật. Còn nguyện vĩnh viễn theo Phật học tập tất cả Phật đạo, tu hành học tập viên mãn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cúng dường tất cả chư Phật quá khứ cùng với hiện tại tất cả chư Phật 10 phương. Vị lai tất cả thầy trời người, tất cả ý muốn đều viên mãn. Con nguyện theo khắp Phật ba đời sớm được thành tựu Đại Bồ Đề. Con cũng cúng dường tất cả chư Phật vị lai, nguyện cho tất cả ý muốn hy vọng, những việc hoan hỷ trong tâm đều thành tựu viên mãn. Con nguyện theo khắp chư Phật ba đời học tập Phật pháp sớm được thành tựu Đại Bồ Đề. Hết thảy 10 phương tất cả cõi rộng lớn thanh tịnh diệu trang nghiêm, chúng hội vây quanh các Như Lai, thầy đều ở dưới cội Bồ Đề. Hết thảy 10 phương tất cả cõi Phật bao quát pháp giới, 10 phương pháp giới rộng lớn thanh tịnh, không có tơ hảo nhiễm ô, dùng sự vi diệu không thể nghĩ bàn để trang nghiêm tất cả chúng hội trong pháp giới, hoặc là Bồ Tát Hải hội, Thanh Văn Duyên Giác Hải hội, Tỳ Kheo Ni Hải hội, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di Hải hội, hoặc là Thiên Long Bát Bộ Hải hội đều vây quanh tất cả chư Phật, đều ở dưới cội Bồ Đề. 10 phương cõi nước chư Phật đều có cội Bồ Đề, mỗi vị Phật đều ở dưới cội Bồ Đề thành đạo. 10 phương hết thảy các chúng sinh nguyện lìa khổ não thường an lạc, đắc được lợi chánh pháp thâm sâu, diệt trừ phiền não hết không còn. Hết thảy các chúng sinh trong 10 phương thế giới, tôi đều hồi hướng đến họ, nguyện cho họ đều lìa sầu bi khổ não, thường thường được an lạc, đắc được lợi ích chánh pháp thâm sâu, diệt trừ hết thảy tất cả phiền não không còn sót thừa. Nói thì dễ, làm được mới khó. Muốn đoạn phiền não lại đoạn chẳng được, phiền não với bạn chẳng biết nhân duyên thân mật, đã bao nhiêu kiếp rồi. Muốn lìa nó cũng lìa không được. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng có trí huệ, chỉ có ngu si. Nếu có trí huệ thì sẽ chiếu phá được phiền não. Nghe kinh nghe pháp, tức là học tập trí huệ vốn có của chúng ta. Tuy nói là học tập trí huệ, nhưng trí huệ chẳng phải do học tập mà được, mà là chúng ta vốn có. Chúng ta vốn có trí huệ, bất quá chúng ta bỏ quên nó mà thôi. Thời gian lâu rồi không có dùng tới trí huệ bát nhã thâm sâu bèn quên mất. Hiện tại nghe kinh nghe pháp, bèn nghĩ tưởng tới trí huệ vốn có. Trí huệ sinh khởi thì ngu si phiền não sẽ không còn. Phiền não vô minh trụ ở chỗ đen tối. Một khi có ánh sáng thì nó bỏ chạy mất. Ánh sáng tức là trí huệ, đen tối tức là vô minh. Chẳng có vô minh thì chẳng có phiền não, sẽ sinh ra trí huệ chân chánh. Con vì Bồ Đề tu khổ hạnh, trong tất cả cõi thành túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không dơ không phạm, không lủng lậu. Bạn muốn có trí huệ thì phải tu hành, chẳng tu hành thì chẳng có trí huệ. Bạn hãy nhìn xem những người thông minh, họ đều đã từng tu đạo hoặc đời trước đã từng xem nhiều kinh điển, nên đời này họ thông minh, hoặc đời trước họ đã từng tu nhiều khổ hạnh nên đời này họ thông minh. Tu Bồ Đề có đủ thứ pháp tu, hoặc tham thiền đà tọa, hoặc bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, vân vân, đủ thứ pháp khác nhau. Tôi nghĩ tới một câu chuyện, 1 vạn năm trước kia có một vị tu hành, tu đạo ngồi thiền. Lúc ban đầu ngồi thiền thì chân rất là đau, chẳng chịu được. Ông ta bèn đấu tranh với cái chân đau. Ông ta nói, ta chẳng muốn đau, còn người thì muốn đau. Ông ta bèn đàm phán với cái chân. Cái chân nói, tôi chịu chẳng nổi nữa rồi. Ông ta nói, ngươi chịu không nổi là chuyện của ngươi, ta không màng. Ban đầu chịu đựng được khoảng nửa tiếng thì muốn duỗi chân ra. Về sau ngồi được khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, cuối cùng thì ngồi được mấy ngày liền. Mỗi khi ngồi thì ngồi tới mấy ngày, hoặc mấy tháng, thậm chí mấy năm đều được. Ông ta đánh bại cái chân đau. Ông ta ngồi lâu rồi thì chẳng muốn đứng lên. Một khi ngồi thì ngồi mười mấy năm, đổi chân lại rồi ngồi tiếp. Về sau ông ta muốn đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để trợ giúp Phật Hoàng Dương Phật Pháp. Nhưng vì ông ta hoàn hỷ nhập định nên ngồi nhập định rồi ngủ quên luôn. nhập định tới mấy ngàn năm, cụ quên đến nỗi y áo đều rách nát hết, trên mặt đầy bụi bặm, trên đầu thì có tổ chim làm tổ. Tuy ông ta là người nhưng giống như tượng bùn. Vào đời nhà Đường, ngài Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh, trên đường đi thì gặp vị tu hành này. Ngài Huyền Trang bèn đánh thức ngài tỉnh dậy. Vị tu hành bèn hỏi, ngài làm gì ở đây? Ngài Huyền Trang hỏi lại, còn ngài thì làm gì ở đây? Ngài nói, tôi đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để trợ giúp ngài Hoàng Dương Phật Pháp. Ngài Huyền Trang nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vào Niết Bàn cách đây hơn 1000 năm rồi. Ngài còn ngồi ở đây mà không biết à? Ngài nói, không quan hệ gì, vậy thì tôi ngồi tiếp, đợi Đức Phật Di Lặc ra đời, trợ giúp Phật Di Lặc giáo hóa chúng sinh. Do đó ngài chuẩn bị muốn nhập định tiếp. Vì ngài nhập định đã quen rồi cho nên rất muốn tiếp tục nhập định. Ngài Huyền Trang nói, lão đồng tu, ngài đừng nhập định nữa. Hiện tại tuy Đức Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn, nhưng Phật Pháp còn đang ở thế gian. Ngài đến trợ giúp tôi Hoàng Dương Phật Pháp được chăng? Ngài nói, tôi trợ giúp ngài như thế nào? Hơn nữa ngài là ai? Ngài Huyền Trang nói, tôi là người nhà Đường, pháp danh Huyền Trang. Bây giờ tôi đang trên đường tới Ấn Độ thỉnh kinh. Tôi thỉnh kinh rồi trở về, nhất định phải có người trợ giúp tôi Hoàng Dương Phật Pháp. Ngài ngồi ở đây đợi bao nhiêu năm nữa, đâu có làm được việc gì, thật là đáng tiếc quá. Ngài hãy đến trợ giúp tôi Hoàng Dương Phật Pháp. Ngài nói, tôi có thể trợ giúp ngài được chăng? Ngài Huyền Trang nói, được chứ, nhưng ngài phải thay đổi thân thể giống như dọn nhà. Ngài hãy dọn nhà đến Trường An. Ngài xem mái nhà nào ngói màu vàng lưu ly thì ngài tái sinh vào đó, đợi tôi trở về, tôi sẽ đi tìm ngài. Ngài nói, vậy tốt, tôi tin ngài. Tôi nguyện trợ giúp ngài Hoàng Dương Phật Pháp. Do đó ngài tái sinh vào Trường An. Ngài Huyền Trang vốn muốn ngài tái sinh vào nhà có mái ngói màu vàng lưu ly, nhưng ngài nhớ lộn, nhớ là ngói màu xanh lưu ly, nên ngài đã tái sinh vào làm con trai nhà thừa tướng. Khi ngài Huyền Trang khởi hành lên đường ở tại Trường An thì vua Đường Thái Tông hỏi, khi nào Khanh trở về? Khi Khanh trở về thì hãy báo tin, ta sẽ ra nghênh đón Khanh. Ngài Huyền Trang nói, Hoàng thượng thấy nhánh cây tùng này đang nghiêng về hướng Tây. Đợi khi nào nhánh cây tùng này nghiêng về hướng Đông thì lúc đó tôi sẽ trở về. Đó là nhánh cây tùng ở ngoài cửa Hoàng Cung trải qua 14 năm. Một ngày nọ nhánh cây tùng quả nhiên nghiêng về hướng Đông. Vua Đường Thái Tông nói, hôm nay đại khái ngài Huyền Trang sẽ trở về. Chúng ta hãy chuẩn bị ra ngoài thành nghênh đón ngài. Cho nên mọi người đi ra ngoài thành nghênh đón. Thì quả nhiên ngài Huyền Trang trở về. Khi ngài Huyền Trang thỉnh kinh trở về, vừa nhìn thấy vua Đường Thái Tông thì rất hoan hỉ vui vẻ, chúc mừng vua Đường Thái Tông. Vua Đường Thái Tông không rõ ngài chúc mừng gì, bèn hỏi, đáo đẻ thì ngài có gì chúc mừng? Ngài Huyền Trang nói, năm mà tôi lên đường chắc chắn ngài đã sinh thái tử. Vua Đường Thái Tông nói, không có. Ngài Huyền Trang nói, kỳ lạ quá, rõ ràng tôi kêu một người đến đây làm con của ngài mà, để tối nay tôi quan sát xem sao. Vua Đường Thái Tông cũng chẳng biết trong bụng ngài Huyền Trang có chuyện gì vui. Tối đó ngài Huyền Trang bèn ngồi thiền quan sát thì mới biết vị lão tu hành thác sinh vào trong nhà thừa tướng đã được 14 tuổi, người cao lớn nhưng chẳng giữ quy củ, lại ăn thịt, lại uống rượu, lại chơi với con gái, chẳng có gì mà chẳng làm. Vì nhà thừa tướng có quyền có thế lại giàu có cho nên anh ta tha hồ ăn chơi, chẳng có ai dám ngăn cản. Ngài Huyền Trang nhìn thấy anh ta đi sai đường. Sang ngày hôm sau bèn nói với vua Đường Thái Tông rằng, hôm qua tôi có chúc mừng ngài, nguyên lai người này đi sai đường. Tôi vốn kêu ông ta đầu thai vào Hoàng Cung làm thái tử, nhưng ông ta lại tái sinh vào nhà thừa tướng. Cho nên bây giờ ngài hãy hạ thánh chỉ kêu anh ta đi xuất gia. Trước kia tôi với anh ta có giao ước, anh ta sẽ trợ giúp tôi Hoàng Dương Phật Pháp. Do đó hoàng đế hạ chỉ muốn con trai của thừa tướng xuất gia. Thừa tướng tiếp được thánh chỉ, bèn kêu con trai đi xuất gia. Anh ta vừa nghe bèn nói, đâu có lý này hoàng đế, sao lại kêu tôi xuất gia, tôi còn ham vui mà. Thừa tướng nói, chuyện này không xong rồi, ai mà trái thánh chỉ thì bị chém đầu đó. Anh ta nói, con đi gặp hoàng đế để nói lý lẽ. Ngày thứ hai thừa tướng nói với hoàng đế, thằng con nó muốn gặp hoàng thượng. Ngài Huyền Trang sớm đã biết nó không muốn xuất gia, bèn nói với hoàng đế rằng, ngày mai đứa con của thừa tướng sẽ đưa ra những điều kiện với ngài, bất cứ điều kiện gì ngài đều phải đáp ứng hết. Vua Đường Thái Tông nói, được. Qua ngày sau con Đường, đứa con của thừa tướng đến gặp hoàng đế nói, hiện tại ta rất tìm Phật Pháp, biết được Phật Pháp thật là tuyệt vời, ta hy vọng ngươi đi xuất gia để Hoàng Dương Phật Pháp. Anh ta nói, muốn tôi xuất gia cũng được thôi, nhưng tôi có 3 điều kiện, buông bỏ chẳng được, nếu ngài đáp ứng được thì tôi sẽ xuất gia. Vua Đường Thái Tông hỏi, điều kiện gì? Anh ta nói, tôi thích nhất là uống rượu, tuy là người xuất gia không được uống rượu. Nhưng tôi phụng chỉ xuất gia, tôi là ngoại lệ, bất cứ tôi đến chỗ nào, tùy tùng đều mang một xe rượu đi theo. Vua Đường Thái Tông nói, ta đáp ứng nhà ngươi. Điều kiện thứ hai là gì? Anh ta nói, tôi rất thích ăn thịt, bất cứ đến chỗ nào, tùy tùng đều mang theo một xe thịt. Vua Đường Thái Tông nói, được, không có vấn đề gì. Còn điều kiện thứ ba, anh ta nói, người xuất gia không được có vợ. Nhưng tôi phụng chỉ xuất gia, tôi là ngoại lệ, tôi rất thích gái đẹp, bất cứ tôi đến chỗ nào đều có một xe gái đẹp đi theo. Nếu Hoàng thượng đáp ứng ba điều kiện này thì tôi miễn cưỡng đi xuất gia. Nếu một trong ba điều kiện không đáp ứng được thì tôi không xuất gia. Vua Đường Thái Tông nghĩ, đứa con tệ quá, nhưng Ngài Huyền Trang đã phó thác cho mình. Do đó bèn nói, tốt lắm, ta hoàn toàn đáp ứng nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi xuất gia được rồi đó. Anh ta nghĩ ba gia yêu cầu này đều được hứa khả, vậy thì đi xuất gia thôi. Vua Đường Thái Tông tuy là mãn nguyện anh ta, nhưng anh ta cũng không vui mừng lắm khi đi xuất gia. Phụng chỉ xuất gia rất là vinh dự, rất là náo nhiệt. Vua hạ lệnh anh ta đến Đại Hưng Tự xuất gia. Đại Hưng Tự là trường dịch kinh của Đường Huyền Trang. Từ Sơn Môn mà đến phòng của vị phương trượng khoảng 100 dặm, có hơn 10 vạn người ở trong đó. Do đó trong chùa cử hành chuông trống bát nhã để nghinh tiếp anh ta. Khi nào có pháp hội thì đánh chuông trống bát nhã, thiện thần bèn đến ủng hộ, cho nên không thể tùy tiện đánh chuông trống bát nhã. Khi anh ta đến trước cửa chùa, nghe được tiếng chuông trống bát nhã, đột nhiên khai ngộ. Ôi thì ra tôi vốn là một lão tu hành. Do đó bèn nói với đoàn tùy tùng chở ba xe phía sau rằng, tôi không cần ba xe này nữa, tôi đã đủ rồi. Do đó anh ta đến Đại Hưng Tự cạo đầu xuất gia, pháp danh là Khuy Cơ Pháp Sư, còn gọi là Tam Sa Tổ Sư. Khuy Cơ Pháp Sư rất là thông minh, bất cứ kinh điển gì, mỗi khi đã nghe qua tai liền nhớ, lọt qua mắt rồi không quên. Đây là nhân duyên Ngài tu đạo. Về sau Khuy Cơ Pháp Sư góp công lớn Hoàng Dương Phật Pháp vào thời đại Nhạc Đường. Tam Sa Tổ Sư trước kia chẳng nhớ mình đã tu hành bao nhiêu năm, nhưng đời này vẫn còn mê. Khi xuất gia vẫn còn muốn một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Đợi khi nghe được tiếng chuông trống bát nhã mới tỉnh ngộ, chính Ngài đã từng là người tu đạo. Do đó Ngài trợ giúp Ngài Huyền Trang Hoàng Dương Phật Pháp, Ngài nghiên cứu về duy thức học. Đường thời có một vị cao tăng là Đạo Tuyên Luật Sư, Ngài chuyên tu về giới luật, đi đứng nằm ngồi 4 oai nghi lớn, đều không cẩu thả, khi đi thì nhẹ nhàng, như gió thoảng, do đó có câu đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chung, nằm như cung. Ngài tu hành rất tốt, miệng không tùy tiện nói chuyện, mắt không nhìn những thứ không tốt, do đó có câu phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật động, phi lễ vật ngôn. Nghĩa là những gì không tốt thì không nhìn, những gì không hay thì không nghe, những gì không tốt thì không làm, những gì không tốt thì không nói. Vì Ngài trì giới rất tinh nghiêm nên cảm ứng người trời đến cúng dường Ngài. Ngài cũng ngày ăn một bữa, mỗi ngày đều có người trời đem cơm tới cúng dường Ngài. Khuy Cơ Pháp Sư, Ngài đã thưởng thức hết thảy những thức ăn ở nhân gian. Trước khi chưa xuất gia, loại thịt gì cũng đều đã thưởng thức qua. Xuất gia rồi, thức ăn chay gì ngon cũng đã thưởng thức qua. Lúc đó Ngài lại sinh ra tâm tham, nói tôi chưa từng ăn thức ăn của người trời. Đạo Tuyên Luật Sư có người trời cũng dường thức ăn, mình đi đến chỗ Ngài Đạo Tuyên Luật Sư để thưởng thức cho biết. Vì Ngài là phụng chỉ xuất gia, cũng là quốc sư, muốn làm gì thì làm. Do đó bèn đến chỗ Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, nói với Ngài Đạo Tuyên Luật Sư rằng hết thảy những thực vật trên thế gian tôi đều đã thưởng thức, nhưng thức ăn trên trời thì chưa thưởng thức. Ngài đừng quá tham, hôm nay người trời mang thức ăn lên cũng nên chia cho tôi một phần. Đạo Tuyên Luật Sư nói, tốt. Do đó, sang ngày sau hai người đợi người trời mang thức ăn đến cúng dường, nhưng quá giờ ngọ vẫn không thấy người trời mang thức ăn đến. Không những chẳng ăn được thức ăn của người trời mà thức ăn ở nhân gian cũng không có luôn. Vì Đạo Tuyên Luật Sư chẳng có gì hết, không có nhà bếp, không có rau cải gì hết. Ở trên núi Trung Nam chỉ có thể ăn cỏ hoặc là lá cây, rễ cây. Lúc đó Ngài Khuy Cơ có chút không vui, nói đại khái Ngài gạt người, vốn chẳng có người trời nào mang thức ăn đến cúng, sao đợi hoài không thấy. Đạo Tuyên Luật Sư nói, Ngài nói tôi gạt người thì gạt người, tôi cũng chẳng biện luận với Ngài, vì Ngài chỉ giới không muốn nói nhiều lời. Lúc đó trời đã tối, từ núi Trung Nam đi xuống núi cũng 70 dặm đường, trời tối khó đi nên Ngài Khuy Cơ ở lại tá túc một đêm. Khuy Cơ Pháp Sư tối ngủ sớm, ngủ ngáy như sớm. Đạo Tuyên Luật Sư trong tâm bèn khởi vọng tưởng, quốc sư gì mà một chút tu hành cũng chẳng có, ngủ còn ngáy như sớm, thật là mất oai nghi quá. Đúng lúc khởi vọng thì trên thân có một con giận. Vì người xuất gia nhiều ngày không tắm rửa nên thân thể trơ ráy, bèn sinh giận. Đạo Tuyên luật sư bắt con giận bỏ xuống dưới đất. Một lúc sau thì có một con giận nữa cắn. Ngài lại bắt nó bỏ xuống dưới đất. Ngài Phi Cơ ngủ suốt đêm ngáy như sấm. Còn Ngài Đạo Tuyên luật sư thì ngồi thiền suốt đêm cũng không thể nhập định được nên cứ khởi vọng tưởng. Sáng ngày sau Đạo Tuyên luật sư nhịn chẳng được nói: Ngài ngủ ly bì chẳng giữ oai nghi gì hết, còn ngáy như sấm làm cho tôi đêm qua không nhập định được. Ngài Quy Cơ nói: Ngài nói tôi không tu hành à? Ngài mới không tu hành. Đạo Tuyên luật sư nói: Sao Ngài biết tôi không tu hành? Ngài Quy Cơ nói: Ngài là lão tu hành trị giới. Tối qua chẳng phải Ngài bắt bỏ xuống đất hai con giận chăng? Ngài làm cho một con chết, còn một con bị gãy hết một chân, nên chúng xuống chỗ vua Diền Vương nói Ngài giết chúng. Tôi đến đó giảng hòa cho Ngài, nói Ngài chỉ là vô tâm, kêu chúng đừng có báo thù. Vua Diền Vương gọi hai con giận đó đi đầu thai rồi. Đạo Tuyên luật sư nghĩ: Ta bắt hai con giận này xuống nhẹ nhàng, sao Ngài Quy Cơ này biết được chớ? Thật là kỳ lạ. Ngoài Quy Cơ nói: Tôi đi đây, ở đây vốn không có thức ăn của người trời dâng cúng, Ngài gạt người. Khi tới giờ ngọ thì người trời mang thức ăn đến cúng dường. Đạo Tuyên luật sư bèn hỏi: Sao hôm qua ngươi không mang thức ăn lên? Hôm qua ta có khách quý đến đây mà đợi hoài không thấy ngươi mang thức ăn lên. Người trời đó nói: Pháp sư từ bi tha thứ cho tôi. Hôm qua tôi có mang thức ăn lên cúng dường cho Ngài, nhưng nhìn thấy chung quanh 40 dặm có kim quang màu vàng ròng. Tôi muốn đi lên nhưng con mắt chẳng mở được, chỉ thấy toàn màu vàng ròng. Do đó tôi bèn hỏi thần thổ địa, thì ông ta nói chỗ này có nhục thần Bồ Tát, cho nên chu vi khoảng 40 dặm đều có kim quang, cho nên tôi không thể đến được, xin hãy tha thứ cho tôi. Đạo Tuyên luật sư nghe rồi rất là hổ thẹn, nói: Nguyên lai Quy Cơ Pháp sư là nhục thân Bồ Tát, mà ta còn nói Ngài chẳng có tu hành, ngủ ngáy như sấm, nguyên lai cảnh giới của Ngài cao hơn ta một bậc. Do đó Đạo Tuyên luật sư lại nỗ lực dụng công tu hành. Còn Ngài Quy Cơ cũng không còn nghĩ tới muốn thưởng thức thức ăn của người trời nữa. Hai người đều trở thành bậc cao tăng của thời ấy. Tôi vì muốn cầu Bồ Đề giác đạo nên lúc tu đạo bất cứ ở trong một trong 4 đường ác, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều thành tựu túc mạng thông. Chúng ta đừng cho rằng xuất gia là việc dễ dàng. Do đó có câu: Đừng cho xuất gia là việc dễ, đều nhờ nhiều kiếp gieo Bồ Đề. Bạn đừng cho rằng tùy tiện thì có thể xuất gia được. Có người ở tại Bảo Hoa Sơn Thọ Giới Tỳ Kheo, lúc qua sơn động thì qua chẳng được, hoặc là do có tội chướng nên chết ở nơi đó. Có rất nhiều người thọ giới Sa Di thì được, nhưng thọ giới Tỳ Kheo rồi thì bị thần kinh. Đây là vì không có đức hạnh. Chúng ta nên học 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, nên phát nguyện thường xuất gia, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà ba cõi, ra khỏi nhà vô minh. Thế nào gọi là ra khỏi nhà phiền não? Ai ai cũng đều có phiền não, nhưng chưa thể buông bỏ được phiền não. Nếu buông bỏ được phiền não, tức là ra khỏi nhà phiền não. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tùy bạn đang ở trong cõi dục mà không có tâm dâm dục. Tùy bạn chưa đến được cõi sắc, nhưng đối với hình sắc cũng không, cho đến cõi vô sắc cũng không, cho nên gọi là ra khỏi nhà ba cõi, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô minh. Vô minh là gốc rễ của phiền não. Khi phá được vô minh thì Bồ Đề giác đạo sẽ viên mãn. Ở Trung Quốc không nhất định ai xuất gia cũng tu hành được. Ở Trung Quốc có phong khí này, trẻ con khi xuất gia, có đứa có nhiều bệnh tật, cha mẹ mời bác sĩ chữa bệnh cũng không hết. Thấy tình hình đứa nhỏ chắc phải chết, cha mẹ bèn đem đứa bé vào chùa cho nó xuất gia làm sa di. Đứa bé khi xuất gia rồi thì bệnh cũng hết. Những hạng người này xuất gia cố nhiên có căn lành, nhưng chỉ e rằng nó mê muội, không biết tu hành. Có người vì vấn đề hoàn cảnh cuộc sống mà xuất gia, có người gia đình quá nghèo, nghĩ rằng xuất gia thì dễ có cơm ăn, dễ có áo mặc. Sự xuất gia này là vì nghĩ tới cơm áo. Có người tuổi già không chỗ nương tựa mà phát tâm xuất gia làm hòa thượng, sau đó thu nạp những chú sa di nhỏ tuổi. Có người hiếu thuận với sư phụ, bất cứ ăn gì trước hết phải cúng dường sư phụ, đối với sư phụ phải cung kính. Trước khi chưa xuất gia chỉ là một ông già không có người thân, xuất gia rồi thì có đệ tử chăm sóc, cho nên hạng người xuất gia này là vì dưỡng già. Hạng người này cũng không nhất định sẽ tu hành được. Có người vì hoàn cảnh bức bách như Quy Cơ Pháp sư, nhưng Ngài tu hành được. Xưa kia ở Trung Quốc, bất cứ người nào giết người, đốt nhà, khi xuất gia rồi thì chính phủ tìm chẳng được. Hạng người này vì chạy trốn mà xuất gia cũng không nhất định sẽ tu hành được. Còn có một hạng người nữa vì sinh tử phát Bồ Đề tâm mà xuất gia, hạng người này mới chân chánh tu hành. Thường được xuất gia tu trì giới luật thanh tịnh, khiến cho giới luật thanh tịnh như châu báu, vĩnh viễn không hủy phạm. Trời rồng dạ xoa kêu bàn trà, cho đến người và chẳng phải người. Hết thảy tất cả tiếng chúng sinh đều dùng các tiếng mà thuyết pháp. trời rồng. Tại sao biến hóa làm rồng? Vì thừa cấp giới hoãn, thuở xưa họ tu pháp đại thừa rất tinh tấn, nhưng họ chẳng giữ giới là chuyện bình thường, giữ hay không giữ giới đều không quan trọng.